Hai ngày sau màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đồng hương Serbia, Laszlo Dia ở vòng 3 US Open, Djokovic đã kiên nhẫn đón nhận và hóa giải những đòn tấn công mạnh mẽ từ Gozo trong trận đấu tại vòng 4. Tay vợt người Serbia giành chiến thắng sau 3 set và vào tứ kết lần thứ 13 trong 17 lần tham dự giải Grand Slam ở xứ sở cờ hoa. Djokovic nói sau trận đấu, "Tôi biết rằng Gozo đã có một trận đấu xuất sắc, mặc dù chúng tôi chưa từng đối đầu. Tôi đã xem anh ấy thi đấu vòng loại cũng như vài set tại những vòng đấu vừa qua. Tôi thấy rằng vũ khí mạnh nhất của Gozo là những cú giao bóng, cú đánh thuận. Anh ấy di chuyển khá tốt dù cơ thể to lớn. Một trong những điểm mấu chốt của trận đấu này là vô hiệu hóa cú giao bóng của Gozo. Tôi phải cố gắng giảm số lượng A và winner của anh ấy." Djokovic thi đấu với Gozo, ảnh Getty. Gozo cao tới 1m96, sở hữu lối chơi mạnh mẽ. Tay vợt 25 tuổi Croatia đã thể hiện được phần nào sức mạnh trước Djokovic khi anh giành được 40 winner, nhỉnh hơn hẳn 26 winner của tay vợt số 2 thế giới. Tuy nhiên, Djokovic ít khi mắc lỗi tự đánh hỏng, tay vợt người Serbia chỉ mắc 12 lỗi tự đánh hỏng, còn Gozo mắc tới 40 lỗi. Việc đánh hỏng quá nhiều là nguyên nhân chính khiến Gozo thua nhanh trước Djokovic. Hạt giống số 2 bước vào thử thách ở vòng 4 với phong độ hoàn hảo, chỉ đánh rơi 2 điểm trong 4 game giao bóng, trong đó có 3 game thắng trắng. Bên cạnh đó là 2 break ở các game thứ nhất và thứ 5, qua đó Djokovic thắng nhanh 6-2 trong set đầu tiên. Gozo chớp thời cơ vượt lên dẫn 2-0 ở set 2 sau khi bẻ game thứ 2. Tuy nhiên tay vợt người Croatia không thể bứt phá bởi Djokovic đòi break ở game tiếp theo. Việc nhanh chóng tìm lại sự ổn định giúp Djokovic gây áp lực lớn lên đối thủ, tay vợt người Serbia bẻ thêm game thứ nhất,